Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, Mỹ là đất nước phát triển nhất thế giới và 14 doanh nghiệp của Mỹ đã lọt vào danh sách của 20 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, bao gồm Apple, Google, Coca-Cola, IBM, Microsoft, GE, McDonald's, Intel, Cisco, Disney, HP, Gillette, Oracle và Amazon. Vâng, và để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về đất Mỹ, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu một gương mặt rất quen thuộc với cộng đồng doanh nhân của Việt Nam. Ông chính là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tổ hợp giáo dục Stella Management. Ông đã có trên 30 năm kinh nghiệm tư vấn và phát triển chiến lược cho nhiều tập đoàn kinh tế đa quốc gia. Ông được nhiều thượng nghị sĩ và dân biểu của Mỹ đề cử làm trợ lý đặc biệt của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Reagan và Phó Tổng thống Bush. Xin được trân trọng giới thiệu và dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón giáo sư Hà Tôn Vinh. Xin chào tất cả quý vị và các anh chị. Good evening. Since you know the program is for Vietnamese, I'd like to have your permission to speak in Vietnamese to my guests. Thưa quý vị và các anh chị, như chương trình hôm nay đã nói là chúng ta nói về một giấc mơ Mỹ. Ai trong chúng ta cũng có một niềm ao ước cho chính mình, cho gia đình mình và cho đất nước. Cho mình, chúng ta muốn có một cuộc sống ổn định, cuộc sống gọi là tươi đẹp. Cho gia đình mình và nhất là cho con cái mình là một cuộc sống gọi là tương lai rạng rỡ, và cho đất nước thịnh vượng phát triển. Chúng ta có thể tự hào là một cái đất nước phát triển. Tôi cũng như là các anh chị đều có những giấc mơ đó. Và tôi cũng được may mắn là tôi sang Hoa Kỳ sớm hơn nhiều quý vị ở đây. Tôi sống ở Hoa Kỳ như vậy là 40 năm, 41 năm. Trước đó thì tôi sống ở châu Âu. Thì khi mà ra đi sang các nước, nhất là Hoa Kỳ, thì tôi cũng như các anh chị là không biết gì về Hoa Kỳ. Và từ cái thời mà thời 1960, tôi gọi là thông tin về Hoa Kỳ rất là ít và cơ hội để đi càng ít hơn. Chúng tôi muốn nói với một quý vị một điều là ở Hoa Kỳ, người Hoa Kỳ cũng như người Việt Nam, người Mỹ cũng người Việt, họ là những người rất là bình thường. Gia đình họ cũng là cùng có cha mẹ, ông bà và các con cái, và tất cả cũng đều mong muốn một điều là có một cuộc sống ổn định, có công ăn việc làm và có một mái nhà tốt đẹp. Người Mỹ gọi đó là giấc mơ Mỹ, người tiếng Mỹ hay người hay dùng là the American Dream, một cái giấc mơ mà gọi là chúng ta gọi là Mỹ, nhưng mà thực sự là người Mỹ họ mơ rất là bình thường. Chúng ta nhiều khi chúng ta mơ gọi là nhà cao cửa rộng, chúng ta mơ một cuộc sống huy hoàng hay là một cuộc sống gọi là nhiều cái gọi là của cải vật chất. Nhưng mà người Hoa Kỳ, sau khi mà tôi sống ở Hoa Kỳ 40 năm thì chúng tôi phải thấy rằng là người Hoa Kỳ đều muốn cho gia đình mình có một cuộc sống gọi là giấc mơ Mỹ là ổn định, công ăn việc làm, có nhà cửa và nhất là con cái được đi học. Và cái giấc mơ Mỹ đó dần dần trở thành một cái ao ước của rất là nhiều nước và những nước chậm phát triển hay là đang phát triển. Và khi chúng ta đi những nước khác, những cái nước như là châu Á, những thập niên 60, 70 và thậm chí 80 và gần đây là 90, rồi những nước ở Trung Đông và những nước ở Nam Mỹ, mặc dù chúng ta biết là có nhiều người, có nhiều tổ chức, có nhiều chính quyền ở chính phủ, họ không thích Mỹ, họ không thích chính quyền Mỹ, nhưng mà ai cũng đều mong đến một cái nước chúng ta gọi là Hoa Kỳ. Vì nơi đó không những có cơ hội mà có cái gọi là chúng ta gọi là được sự tôn trọng, con người đều được bình đẳng trước luật pháp, và tất cả chúng ta từ nhỏ đến lớn, từ các trẻ em đều có cơ hội đồng đều. Và chúng ta gọi đó là người ta gọi là giấc mơ Hoa Kỳ, giấc mơ Mỹ, the American Dream. Thì hôm nay tôi xin phép là 1-2 phút chia sẻ với quý vị về cái gọi là giấc mơ Hoa Kỳ đó trong cái buổi mà chúng ta gặp nhau ở đây. Chúng ta có nhiều anh chị đã biết Mỹ, đã biết Hoa Kỳ, đã từng đi du lịch, đã từng đi công tác, đã từng gọi là có con cái đi học. Nhưng mà chúng ta ở đây để làm gì? Chúng ta ở đây là chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái cơ hội khác tốt hơn để mà chúng ta có thể trở thành những người có ích cho xã hội và nhất là cho đất nước. Nếu mà quý vị nhìn lại những cái người mà gọi là thành công ở Việt Nam, có rất là nhiều người học ở Hoa Kỳ. Thí dụ như Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, thí dụ là Bộ trưởng, hay là bây giờ là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Rồi đến những người mà nổi tiếng mà các chị đều biết, đó là giáo sư Ngô Bảo Châu. Thì tất cả những người đó xuất thân là từ những cái gia đình rất là bình thường ở Việt Nam.
Nhưng mà nhờ cái sự phấn đấu cá nhân, nhờ cái gọi là cái lòng hiếu học, ham học, và nhờ cơ hội và nhờ một chút may mắn, họ đã sang Hoa Kỳ học và trở thành những người có uy tín và trở thành những người có ích cho xã hội. Và sau khi trở về Việt Nam, những người đó đã đóng góp cho xã hội, nhất là đóng góp cho đất nước. Ngoài những người đó, chúng ta thấy rất là nhiều người mà đã sang Hoa Kỳ trở thành những nhà bác học rất là nổi tiếng, như nhà bác học Einstein là người của Do Thái. Có rất là nhiều người ở những nước như Hy Lạp, như một anh gọi là sinh viên trẻ là George Stephanopoulos, một anh học về ngành ngoại giao và ngành gọi là quan hệ quốc tế, đã trở thành cố vấn của tổng thống Clinton năm 32 tuổi. Hoa Kỳ là một nước cho phép tất cả chúng ta, bất cứ là ở đâu, bất cứ là thuộc là sắc tộc nào, bất cứ thuộc một cái gọi là cái background, tức là trong gia đình như thế nào, đều có cơ hội đồng đều. Và ngày hôm nay quý vị đến đây, chắc chắn quý vị cũng có một cái niềm ao ước là cá nhân quý vị, hay là con cái quý vị, hay là anh em trong gia đình, và thậm chí là bạn bè, có một cái cơ hội để mà sang Mỹ đi chơi, để sang Mỹ làm việc, để sang Mỹ tìm việc, và có thể là sang Mỹ định cư trong một thời gian ngắn. Cũng như tôi ở Hoa Kỳ rất là lâu, nhưng mà tôi không thể nào tôi bỏ quên cái gọi là đất nước của tôi. Tôi là một người sinh tại Việt Nam, sống tại Việt Nam, và tôi mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ có cái dịp, có cái cơ hội trở lại Việt Nam. Thì năm 1995, khi mà Hoa Kỳ và Việt Nam nối lại quan hệ ngoại giao, tôi là một trong những người gọi là Việt Nam gọi là Tây Ba Lô đó. Tôi vác ba lô tôi về Việt Nam. Tôi về Việt Nam, tôi đi chơi, và tôi cảm thấy là một cái đất nước rất là thanh bình. Và thay vì trở lại Mỹ sau 3 ngày ở Việt Nam, xin lỗi các quý vị, tôi nói rất là nhỏ, là các em gái ở Việt Nam rất đẹp, rất xinh, tự nhiên tôi cảm thấy quyến luyến và xin thêm ở một ngày nữa. Sau đó là tôi lại trở lại, và bây giờ là tôi đã ở Việt Nam, đi về Việt Nam như vậy là 18 năm, và tôi là giáo sư đại học trước của Đại học Hawaii, và sau đó tôi là giáo sư của Đại học Quốc gia Việt Nam, và tôi dạy 3 đại học ở Việt Nam. Và thì khi anh chị thấy, khi chúng ta ra đi, chúng ta rời bỏ Việt Nam, đó không phải là chúng ta rời bỏ Việt Nam luôn, mà chúng ta đi tìm một cái gì mới, giống như Bác Hồ đó. Bác Hồ rời Việt Nam để tìm một cái đường gọi là cứu nước, và Bác Hồ là một trong những người đi nước ngoài sớm nhất, và đã sang Mỹ, đã sang châu Âu. Rồi còn ngoài ra là có những cái người gọi là trước Bác Hồ là như Phan Bội Châu, là đã lập cái phong trào Đông Du sang những nước ngoài để mà học, sang Nhật Bản lập cái phong trào Đông Kinh nghĩa thuật. Thì tôi hy vọng rằng là cái câu chuyện nhỏ của tôi ngày hôm nay sẽ cho quý vị một chút cái niềm là thao thức, niềm mong muốn là chúng ta đều muốn mở rộng cái chân trời của chúng ta. Chúng ta đều muốn là cho con cái, cho người trong gia đình chúng ta một cái cơ hội để nhìn thấy cái đất nước chúng ta gọi là đất nước Hoa Kỳ là một nước hàng đầu. Hoa Kỳ chỉ có hơn 300 năm, khoảng 300 năm lịch sử thôi, nhưng mà là một cái nước dẫn đầu. Hoa Kỳ không phải là một cái nước hoàn hảo, không phải là một cái nước mà gọi là ai cũng muốn đến. Có những cái điều mà chúng ta không thích về Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta phải nhận rằng Hoa Kỳ là một nước tôn trọng cái sự bình đẳng, tôn trọng cái quyền lợi, quyền gọi là của phụ nữ cũng như trẻ em, tôn trọng cái quyền của tất cả mọi người từ lớn tới bé, tôn trọng cái quyền lợi của tất cả sắc tộc, và ai cũng có đồng đều. Nên tại gọi là bên tối cao pháp viện của Mỹ đó, tức là tòa án cao nhất của Mỹ đó, trên có một người phụ nữ che cái mắt lại, bịt mắt, và cầm cái cán cân, tức là sự công bằng, biểu tượng sự công bằng, nhưng mà dưới đó có một cái hàng chữ là justice, equal justice under law, tức là sự công bằng về luật pháp cho tất cả mọi người dưới pháp luật, tức là dưới pháp luật ai cũng gọi là đều có cái cơ hội đó. Thì tôi hy vọng là cái câu chuyện ngắn của tôi ngày hôm nay, câu chuyện về giấc mơ Mỹ, sẽ là cái giấc mơ sẽ thành hiện thực, vì nó không khó. Ở Hoa Kỳ nếu chúng ta chịu khó, tôi là một người bắt đầu là đi làm khi sang Mỹ là không biết tiếng Mỹ, tôi đi làm ô xin, Việt Nam gọi là ô xin, tôi đi lau trường, tôi chùi trường học, tôi đi đổ rác, rồi tôi bắt đầu tôi dần dần lên. Sau đó tôi có cái cơ hội tôi học thêm, tôi xong cao học và xong tiến sĩ. Thì mình nhìn lại là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực, nhưng mà mình được hưởng cái quyền lợi và được hưởng cái mình gọi là cái kết quả của cái lòng gọi là cái đam mê của mình, và được cái kết quả của tất cả những cái nỗ lực của mình. Tôi xin chúc tất cả quý vị, tất cả các anh chị một buổi tối vui vẻ và có nhiều thông tin, và nhất là có một bữa cơm, một chương trình ca nhạc rất là hào hứng. Xin cảm ơn.